Đội bạn singer Việt Nam ca sĩ Mặt Nạ đã dâng đến hồi gây cấn khi vào bán kết có sự góp mặt của 4 giọng ca quái kiệt bao gồm Lady May, Phượng Hoàng Lửa, Tí Nâu và Ocean. Bên cạnh đó, vòng bán kết còn có sự xuất hiện của loạt nhân vật mới gây tò mò cực mạnh cho người xem. Tập 15 sẽ càng chấn động và bùng nổ khi chương trình hé lộ về sự xuất hiện của nhân vật mới đến thách đấu với tập 4. Vẻ ngoài ngầu đét, Hoàng Tử Long khiến hội đồng cố vấn đứng ngồi không yên và fan phải ú o tò mò về thân phận của nhân vật này. Tất cả đều bị choáng ngợp trước sự xuất hiện của Hoàng Tử Long và cũng dễ dàng chiếm trọn tình cảm của khán giả. Hoàng Tử Long mang về 91.26% lượt bình chọn và chính thức trở thành một thành viên của The Masked Singer Việt Nam. Như vậy, từ top 4, bán kết đã trở thành top 5 với sự trưng bày của Hoàng Tử Long cùng Phượng Hoàng Lửa, Ocean, Lady May và Tí Nâu. Tuy vậy, netizen lại tìm ra được những manh mối nghi ngờ Hoàng Tử Long chính là cố vấn khách mời chứ không phải một trong những mascot tham gia tranh tài. Trong đoạn teaser cuối tập 14, khán giả để ý thấy trên ghế cố vấn chỉ xuất hiện 3 người là Trấn Thành, Tóc Tiên và Đức Phúc mà không có sự xuất hiện của cố vấn khách mời. Tuy vậy, sau khi thách đấu thành công và được Ngô Kiến Huy công bố là một thành viên của The Masked Singer Việt Nam, ghế nóng từ 3 trở thành 4 người, nhưng thân phận của cố vấn khách mời lại bị chương trình giấu đi. Chưa dừng lại ở đó, trong đoạn teaser cuối tập 14 mà chương trình đăng tải, Ngô Kiến Huy chia sẻ rằng 4 chứng minh mạnh nhất của chương trình hát một mình đã đỉnh, nay lại càng đỉnh hơn khi có sự trợ giúp của người thân. Song nếu thật sự Hoàng Tử Long không phải là cố vấn khách mời thì top 4 nay chính xác phải trở thành top 5 chứ không phải chỉ top 4 như Ngô Kiến Huy nói. Theo bạn, liệu Hoàng Tử Long có phải là cố vấn khách mời không? Nhớ để lại bình luận bên dưới.